Đây, mình chuẩn bị cho các bạn đi xung quanh cồn nha. Đi xung quanh cồn. Mình nhãn nhiều lắm, vùng này nhãn dữ lắm. Đi xung quanh cồn. Nhiều á là người ta đang vác ao á nha, người ta đang ở dưới đó, những người ta như đó đó, người ta đang vác cái ao. Yeah.
cái nghề nha các bạn. Đang vét luôn mà. Tôi đang vét luôn. Chỗ người ta đang ụt lên là người ta thở, người ta có oxy, người ta thở đó. Đó đây nè. Đang có oxy, người ta thở nha các bạn. Quay mình cái cho các bạn coi mới được để mà không thấy hình như được. Đó. Anh quay quay được cái hình của mình lại cho coi. Đó cá nè, vùng quê thì nó vậy. Người nổi lên ngay thùng đó các bạn. Đó. Cái này giống như người nhái vậy đây nha các bạn. Đó, giống như người nhái vậy đó. Cái vùng trong nước thì nó có nuôi cá hay gì nè. Đó, không có lặn xuống nữa rồi. Đó, lặn xuống nữa. Đó, ngay cái tiêm mục đó là người ta đang mặn, người ta cũng phải thở, có oxy bơm xuống. Đó, người ta bơm xuống. Người ta bơm xuống đây. Người ta bơm xuống rồi, người ta mới rút cái ống này vô giường. Mấy cái bụng rồi đó. Vô trong giường đây nè. Trong giường ở trong này nè. Người ta mới lấy cát, lấy bùn người ta làm phân mình cũng được. Đó. Còn cái ống đó, ống nó dài xuống tới cái sông này 90 ngày luôn. Đó. Thì cho các bạn coi bữa. Sẵn có dịp ta làm đó, mình đi ngang mình quay luôn. Đó. Mình quay luôn. Cái này là một cái nghề nha các bạn, nó gọi là lấy bùn dưới sông á, dưới mương lên á, nó cũng là một cái nghề nha, chứ không phải là không có nghề nghiệp đâu. Mà người ta làm cũng cực lực lắm, người ta lặn hầu, người ta cũng mệt cái mồm. Đó. Còn kia là người ta cho đang cho cá ăn á các bạn, đó các ông lớn đang cho cá ăn đó. Để mình về mình lại gần gần mình quay cho cá ăn nha. Gần gần quay cho cá ăn, quay cho tới luôn. Đi theo mình nha, quay cho cá ăn bữa. Đi theo chân mình nha, cái này đậu quá trời đậu rồi, đậu này tôi đũa, tôi quê gì, tôi đũa. Cho quay cho cá ăn chút nha đại ca. Ông chủ, khỏe ông chủ, em Thịnh. Ở dưới chỗ kế xã Huệ, chú Chính Hưng Cầm Răng á. Có bán gạo, có gì có mua tiếp giùm em mua, với cái tàu á. Cái này cá gì đại ca? Cá giò á. Cá giò, chứ không phải cá, chứ không phải cá ba sa hả? Xa đâu có ao được con mẹ. Vậy sao? Cho mau mình quay chút nha. Đó.
này cái vô nha các bạn, cái vô cái cha các bạn ta. Anh chủ ra cho hỏi anh chút coi nha ông chủ. Đó. Đang cái này ăn thức ăn nha các bạn. Cho mình hỏi chút coi. Rồi cá cái người mà đang ở dưới là ta đang lấy bùn hay gì? Hút bùn và mấy cái chất mình cá thả ra. Cá thả ra đó là cho nó sạch ha. Nếu mà tại dưới đó, nó nổi tim lên hoài là cái nó bị bệnh. Dạ. Nó bị ta đã khí độc á. Nó giống như gọi là dơ vậy đó ha. Dơ vậy đó ha. Anh thứ mấy bên này? Thứ ba, anh Liêm. Anh Ba Liêm, anh Liêm. Ừ. Cho em hỏi anh chút vậy đó cho nó cái video nó phải sống động ha. Đó. Nó đang lặn ra. Vậy là nó đang gỡ ba cái bọc ni lông á, nó bỏ là mình còn nó bòi lắng ha. Rồi giờ mình xài nó bị mà cá nó đánh lên cái nó cắt bọc rồi đó. Vậy sao? Rồi đó bây giờ nó phải gỡ nó phải dục xuồng á. Gỡ dục xuồng. Cá này nha, cá nó đang ăn nha các bạn. Cá này là được 800 gram chưa? Rồi mua khoảng 800. Nó con bự thì nó khoảng ký mấy, ký tư, ký rưỡi rồi. Nhưng mà đầu dưới nó khoảng 600, 500. 500, 600 hả? Cái đàn đó khoảng 500. Đàn đó, còn đàn này kia là cá bự thôi á. Sao này sao ngộ hả? Nó ăn không có theo lộn xộn hả? Thằng nhỏ ăn theo nhỏ hả? Mấy thằng bự thì ăn trước, mấy nhỏ nó tranh không kịp nó vô sao, nhưng mà hồi lúc nó còn nhỏ á. Hồi lúc cá mương bằng nó tan tay nè. Dạ. Cá phân á. Dạ. Bây giờ hồi đó mình mua rồi mình bây giờ nó bán cái nó không đều. Nó không có chặt lòng à, nó trước là nó có lòng nó chặt rồi, hai phân là hai phân đều con hết. Còn bây giờ nó cái hầm nó vậy đó, chịu thôi. Mình mua hết nguyên hầm, mua hết nguyên hầm đó. Chịu thôi, bắt quá nó khấu trừ mình mấy phần trăm đó. Dạ. Chứ không có lựa, chứ không được lựa ha. Lựa không phải vậy, cái đó ông phải có cái rổ ông chặt cái lựa rồi. Ông phải ý muốn nói là nó không cho cái rổ cái rổ. Nó có cái rổ nó chặt rất và ta chỉ xuống. Dạ. Mà bây giờ nó bỏ rồi nó bán ai? Đúng rồi. Thành ra nó căng như mình đó, về nuôi sống chết chạy mình. Dạ. Nó cũng khôn mà năm nay nó cũng rổ sạch nó. Thằng nào cũng không có lời hết. Như vậy là mình như vậy là mình hết bao nhiêu ký thức ăn này? Nếu mà thời điểm này bây giờ nó tương khoảng là 1.5 một ký rưỡi á. Bây giờ là đang 1.5 đó hả? Mà giá thị trường cái này nhiêu? Giá hiện giờ bạn mới bắt qua đó là bán 18.000 đó. Một mà 1.5 1.5 là 1.5 thức ăn đó phải không? Là nhân cho mấy? Thì 11.000 là 16.500 mẹ nó rồi. Bán 18.000 lỗ rồi. Lỗ 1 ký khoảng 4.000 đó. Là cỡ mấy trăm gram mới được bán. Thì nếu mà cá nó bắt thì coi như là khoảng 800 mình bán rồi, còn nếu mà cá rẻ thì coi như là có công ty thì nó ăn 1 ký 1 ký 2 ký 3 ký 4 gì đó. Ví dụ 1 ký cá là bao nhiêu ký thức ăn? Thì nếu mà cá bự á lên khoảng 1 ký 2 rồi, nó khoảng lên khoảng 7.8. Trời ơi, 7.8 nhân 11 rồi ra bà mẹ 20.000 rồi. Mà bán có bao nhiêu? Bán có 18.000 rồi. Chết bà rồi, vậy là lỗ rồi. Lỗ nội thì thức ăn có 1 ký 2.000. Cá giống rồi, tiền lãi ngân hàng này, còn hút trình thì hút đi. Trời. Lãi ngân hàng 1.000, thì hút 1.000. Nhân công? Nhân công là nhà đây. Nhân công nhà. Thì cá giống là 1.000 nữa. Trời ơi, chết luôn. Vậy là năm nay là đâu có ăn uống gì trời. Lỗ 1 ký cho tôi dưới bơm quán mà tôi mà ngoài ra là xin đợi cho bán chắc cho cá lỗ 4 ký. Trời ơi, chết rồi, chết cả đám hả? Bán đó là bán là 1 ký. Ai? Nghe nào? 150 tấn lỗ 7 ký. Trời ơi. Cô nghe nào? Nghe. Bây giờ cá nó ăn gì đó. Mình phải làm cái phao gì ha.
nhưng mà thức ăn nó không có trôi ra ngoài ha. Nó phải có cái phao nha các bạn, có cái phao đó thấy không, theo cái túi của mình đó, có phải có cái phao chặn xung quanh nha các bạn. Đó cái ông lặn ông đang dưới đó đó, nó đang một chiếc giữa khung hình đó là ông đang luôn đó, là khoảng 6 tiếng rồi mới lên đó. Ồ, 6 tiếng lên là nó có oxy chứ hả? Nó có cái lúc đèn hơi đó. Tiền hơi xuống chẳng có thả cho cô là mà như vậy là làm sao mình biết thí dụ nó thấy không có hơi là tự động nó trầu đầu lên vậy chứ không hơi sao thở à. Để nó ở dưới cái máy cắt là sao biết rồi, nghe hết nha đó. Nếu thời thì nó dưới cái thở cái đầu thôi, thì có một cái là mình nửa tiếng rồi là nó lên, chẳng bây giờ mình có định hướng đó cũng như mình hướng đó em chạy quay cái này là mình giống như cho mấy cái chuyện nhà quê là cho người ta coi đó. Rồi em có bán gạo, số điện thoại của em là 0949063570. Dạ có gì em chở lên cho anh, có cái máy điện thoại không, cái anh lưu vô rồi có gì điện em. Tôi có làm ruộng. Có làm ruộng hả? Dạ lúa trà luôn rồi. Dạ cái phía bên kia là cái bờ sông đó đó, vậy là còn An Hiệp hả? Xã An Hiệp, em An Hiệp. Từ ở trên cột bốt xuống tới đây là nó nước đôi xã An Hiệp rồi, rồi qua bên kia là cái thằng A Nhơn nó đóng lên một khúc tới dàn cái tàu á. Dạ A Nhơn này đụng nó đấu cái bên bển nó đấu luôn tới cầu Mỹ Thuận chứ. Nó đấu xa lắm, ngộ quá đó, nó phân ra ngộ quá. Còn cái xuống đây chút xíu là thằng A Nhơn nè. Dạ xuống cái trường khoảng 1.500 nữa, 1.500 nữa là thằng Nhân. Thằng Nhân kia qua ngang khu công nghiệp của chị Non á. Dạ cái nó phân ra ngộ quá thì địa giới nó cái hồn nó lớn một lần là có ba xã rồi đó. An Hiệp, An Thịnh, An Thịnh, An Thịnh, An Hiệp, An Nhân. Dạ thôi em chúc lên ba giá cá cho nó tăng lên được 3.000 nha, đặng kiếm vốn lại. Nếu mà nằm ở giá 20.000 thì lỗ nhẹ rồi. Như vậy là cái hầm này là cỡ bao nhiêu kg? Này phải cỡ 6 tấn. Trời ơi, 60 tấn là nhân cho 3.000 tấn lỗ 3 triệu hả? 3 triệu cỡ là 200 triệu. Trời ơi trời ơi, chết luôn trời. Thôi em cảm ơn anh. Dạ. Dạ, em kết thúc nha.